Năm qua, việc cá nhân cũng như một số hội nhóm, tổ chức trong và ngoài nước có các hoạt động chống phá thường rêu rao trên mạng Internet rằng ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Việt Nam kiểm soát và bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do Internet. Việt Nam bắt bớ nhiều blogger, vân vân. Điển hình như báo cáo nhân quyền thế giới hàng năm của một số tổ chức phi chính phủ, báo cáo của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, những phần tử chống đối, phá hoại, các thế lực thù địch, ra sức vu khống, bịa đặt trắng trợn rằng Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Bắt người nói xấu Đảng và tự do ngôn luận, dân oan bị khước từ quyền tự do ngôn luận. Chuyện gì đang xảy ra với tự do ngôn luận ở Việt Nam? Rõ ràng, chỉ thoạt nhìn vào tiêu đề của các bài viết đó cũng thấy rõ ý đồ thâm sâu hiểm độc của các đối tượng chống phá. Chúng đang lập lờ đánh lận con đen giữa cái gọi là tự do ngôn luận một cách bừa bãi với quyền tự do ngôn luận, một quyền mà ngay sau Cách mạng tháng 8 thành công đã được chế định trong Hiến pháp năm 1946 và được pháp luật cụ thể hóa kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước ta qua các thời kỳ, bắt nhịp với các bước tiến mang giá trị phổ quát của luật pháp quốc tế, đáp ứng yêu cầu chính đáng của đông đảo nhân dân. Để hiểu đúng hơn về quyền tự do ngôn luận, chúng tôi xin đề cập lại quan điểm của cộng đồng quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1966, điều 19 quy định như sau. 1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. 2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi tin tức, ý kiến không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng hoặc bằng bản viết, in hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ. 3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt, do đó có thể dẫn tới một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, những hạn chế này phải được pháp luật quy định và cần thiết để a. Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, b. Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng. Như vậy, bên cạnh quyền tự do báo chí, ngôn luận còn bị hạn chế bởi quy định là không được vi phạm quyền uy tín cá nhân của người khác, không được làm tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng. Chẳng hạn, một kẻ đưa tin một ai đó có hành vi tham nhũng nhưng không có bằng chứng là vi phạm quyền và uy tín cá nhân. Một kẻ đưa tin về một lực lượng quân sự nào đó vi phạm chủ quyền quốc gia nhưng không có sự thật, làm tổn thương đến quan hệ quốc tế là vi phạm an ninh quốc gia. Hoặc có kẻ đưa những hình ảnh về tệ nạn xã hội có thể làm hại đến môi trường văn hóa của một đất nước. Như vậy, cần phải hiểu đầy đủ khái niệm tự do ngôn luận, tự do báo chí cả về nội dung tư tưởng, chính trị và văn hóa. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, quyền tự do ngôn luận cũng được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật. Ví dụ, pháp luật Mỹ quy định báo chí không được vu cáo, nhục mạ, thô tục và vô đạo đức, không được tuyên truyền và xúi dục bạo động, gây xáo trộn sự an bình xã hội, nhất là những ngôn ngữ đó có phương hại đến nền an ninh quốc gia. Đối với Việt Nam nói riêng, cho đến nay, hành lang pháp luật về báo chí của nhà nước ta đã đầy đủ với tư duy mới về quyền con người, bảo đảm đầy đủ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, bao gồm cả tự do Internet, mạng xã hội. Có thể kể đến như Luật Báo chí của Việt Nam năm 2016 quy định báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, có nhiệm vụ, quyền hạn, tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân. Luật báo chí cũng có những quy định cấm báo chí không được đăng, phát những thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền, lực lượng vũ trang, gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa các tôn giáo khác nhau, xúc phạm niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Nghị định số 13/2018/NDCP ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ quy định về chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin. Trong đó, điều 4 quy định như sau. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục nhất định. Trong điều kiện Internet, mạng điện tử như hiện nay, Nghị định yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận thông tin qua các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan đảng và nhà nước. Trừ những thông tin mật, người dân có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin cho mình không có bất cứ điều kiện nào. Để đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hệ thống các cơ quan báo chí, bao gồm báo viết, báo nói, báo hình của Việt Nam đến nay phát triển khá đồng bộ. Theo thống kê, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, có 850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 cơ quan báo, 648 tạp chí, 23 cơ quan báo chí điện tử độc lập, có 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình với 2 đài quốc gia, 64 đài địa phương, 5 kênh truyền hình. Cả nước hiện có trên 41.000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, trong đó có 20.407 trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo. Hầu hết các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội đều có báo, tạp chí hoặc trang thông tin điện tử, báo điện tử. Báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, một kênh thông tin quan trọng tạo ra sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Hơn thế nữa, báo chí còn là phương tiện để người dân kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến phản biện đối với các chính sách, pháp luật của nhà nước, là công cụ bảo vệ lợi ích xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đó là minh chứng sinh động cho việc bảo đảm quyền tự do báo chí ở Việt Nam, phản bác luận điệu vu cáo nhà nước Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của nhân dân. Ở Việt Nam thời gian qua, bên cạnh việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhà nước Việt Nam đã tập trung xử lý các đối tượng lợi dụng phương tiện này để phục vụ cho mưu đồ chống phá, vi phạm quyền và lợi ích của nhà nước và công dân theo pháp luật Việt Nam. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Do đó, mỗi người dân chúng ta cần hiểu rõ về quyền tự do ngôn luận cũng như phân biệt quyền tự do ngôn luận của mình với ngôn luận tự do một cách bừa bãi, vô lối. Đồng thời, nhận diện rõ những giọng điệu nguy hiểm của các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá khi cố tình đánh đồng quyền tự do ngôn luận với ngôn luận tự do bừa bãi, vô lối trên mạng Internet nhằm mục đích cung cấp những tin tức theo kiểu một nửa sự thật, cắt xén để tô vẽ, thêm thắt theo sự tưởng tượng, kịch bản mà chúng sắp đặt sẵn, cố tình tạo ra và ngụy biện trên đó là cái mà chúng gọi là quyền tự do ngôn luận để thực hiện hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân. Những kẻ như vậy đã, đang và sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng trước pháp luật.